Không, mâu thuẫn là bình thường. Vấn đề là cái gì? Tại sao tụi bay mâu thuẫn? Về vấn đề gì? Ta đi tìm vấn đề đó ta giải quyết. Tình huống thứ tư, đó là khi hai nhân viên mâu thuẫn, bạn xử lý thế nào? Nếu bạn có tư tưởng nhân tài thì bạn sẽ làm gì? Thế nào người ta cũng thấy mình có sự thiên vị. Và lần trước con nhớ cô Nga đã có trả lời một lần. Hôm nay tôi chỉ nói là tại vì cái chủ đề hôm nay là tôi muốn giống như tóm lại bốn cái tình huống lớn nhất trong công tác làm quản lý điều hành về cái chuyện tạo ra đội ngũ. Thì nhân tài muốn giữ nó thì ân nhiên phần hệ thống phải có chính sách lương thưởng, mình cố gắng. Nhưng mà bây giờ mình đừng coi công ty mình có nhân tài. Và tôi học được cái này từ cô Nga, mà tôi trong công ty tôi mà tôi không coi ai là nhân tài hết. Mà tôi chỉ có là gì? Những người xuất sắc tại mỗi mắt xích. Vậy khi hai nhân viên mâu thuẫn với nhau, mình sẽ không phải nhức đầu. Tự nhiên mình nghĩ có nhân tài là mình nghĩ đứa này nhân tài hơn đứa kia, mình sẽ ráng giữ đứa này hay là dìm đứa kia. Không, trong mắt mình không có nhân tài nên tụi bay mâu thuẫn là bình thường. Mâu thuẫn ta càng cho tụi bay mâu thuẫn, bởi vì ta không đi giải quyết mâu thuẫn đó, mà ta chỉ nói là mục tiêu của chúng ta là cái gì. Rồi giữa một bạn dở một bạn giỏi mâu thuẫn nhau, tôi đâu có nói đứa nào giỏi dở, tôi chỉ nói là gì, mục tiêu chúng ta cần hoàn thành. Và con nhớ làm hôm trước cô trả lời này con tâm đắc nhất, đúng không? Và chính cái suy nghĩ đó mình sẽ khiến cho mọi người là tụi em mâu thuẫn cũng bình thường, tụi em giận nhau cũng chuyện tụi bay. Rồi đứa giỏi đứa dở có đụng nhau tao cũng không phải suy nghĩ nhiều, mà tao chỉ nói gì, thôi mệt quá vô đây làm đi. Và trong nhà cũng sẽ không có con này nhân tài hơn hay đứa trẻ kia nhân tài hơn. Mục tiêu chúng ta làm gì, thôi mệt quá tụi bay đừng có cãi nhau nữa, vô đây làm đi, vô đây phụ tao nè, làm cũng chết nè, đúng không? Như vậy thì cái tình huống thứ tư, và tôi cũng không bao giờ dùng từ nhân tài, tôi không có cái định nghĩa giữ nhân tài. Mỗi người là một mắt xích, xuất sắc của mình làm tốt nhất đó thì bạn là nhân tài ở mắt xích đó. Chứ tôi không có nghĩa là nhóm này nhân tài, nhóm kia không nhân tài. Vì bạn nói câu đó xong thì những người được vào dạng quy hoạch là rớt chức. Cứ vô diện quy hoạch là coi như bị những đứa khác nói gì, nó dìm rồi đó. Bởi vì mình cứ đưa từ nhân tài vô cái tự nhiên kia chết mình vô nhân tài, mình ngôi sao không. Ở mỗi người là một mắt xích. Và cuối cùng là gì? Có mâu thuẫn nhau cũng bình thường, có vướng với nhau cũng bình thường. Thậm chí đứa nào mà mâu thuẫn nhau bảo tụi bay còn rảnh, được rồi để tao thêm việc cho tụi bay làm. Tại vì việc nhiều mà tụi bay vẫn còn rảnh giận nhau, có nghĩa là tụi bay rảnh đúng không? Mà không khéo tôi và anh chị lại đi vô xử lý cho hai nhân viên, nó xử lý xong cái bài hai nhân viên quay ra trách ngược, cô không công bằng. Tao có xử lý cho tụi bay đâu mà công bằng, tao chỉ muốn là cái việc là cái gì, vấn đề là cái gì, tại sao tụi bay mâu thuẫn vì vấn đề gì, chứ tao không quan trọng tụi bay mâu thuẫn như thế nào. Và với cách điều hành như vậy các bạn sẽ có một ekip sẽ bớt định ngôi sao. Thứ hai, làm tốt nhất mỗi khi hiện diện. Và thứ ba, cứ đâm vào vấn đề giải quyết chứ không quan tâm người bên cạnh mình là ai, không quan tâm tính cách mày thế nào. Và hôm trước cô Nga có trả lời cái đoạn rất là hay là nội cái đứa miền Nam với miền Bắc ngồi nói chuyện nhau đã cãi nhau rồi, đúng không? Giữa cái người Huế nói chuyện với người miền Tây là nó đã muốn điên rồi, mà giữa đứa chậm với đứa nhanh là coi như nó đã gì, đã giận nhau rồi, đúng không? Vậy cuối cùng bây giờ mình cứ ngồi đi xử lý, có phải là mình là thành ra có người có vấn đề không? Không, mâu thuẫn là bình thường. Vấn đề là cái gì? Tại sao tụi bay mâu thuẫn? Về vấn đề gì? Ta đi tìm vấn đề để ta giải quyết. Thì trong cuốn sách này tôi thấy cái tinh thần chủ đạo của cô Nga ở chỗ này. Các bạn đọc tất cả tình huống của ngành đều hướng tới cái này. Vậy thì đó chính là tình huống thứ tư, mà bốn cái tình huống lớn để chúng ta tạo ra sự đồng lòng của đội ngũ bên cạnh cái tính hệ thống, chiến lược, tầm nhìn, thuyết phục của ngành đã nói từ trước. Thì đó là cái mà tôi tóm gọn lại. Thế thì qua cái buổi hội thảo này, có bốn thứ mà làm lãnh đạo chúng ta nên nhớ là cái gì để tạo ra sự đồng lòng, đúng không? Thì tóm lại cái điều đầu tiên là gì? Cái hệ thống phải có, cái đó không được bứt đâu được hết. Rồi còn lại có bốn tình huống, ma cũ ma mới, đúng không? Lương chênh lệch, đội ngũ mâu thuẫn, thấu hiểu. Rồi, vậy nếu là anh chị đang làm quản lý lãnh đạo, anh chị bỏ túi bốn cái này đi, các anh chị xài. Thì coi như là chúng ta có được một cái chủ đề nó sát sườn với cái đề tài mà chúng ta đang trao đổi. Và cảm ơn các anh chị rất nhiều.